Quý vị và các bạn thân mến, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới bật tăng đúng như dự đoán, kéo theo đà tăng của giá vàng trong nước. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên chiều tối nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời điểm sáng nay, cụ thể vào lúc 8 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.760 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 3 đô la Mỹ trên ounce so với chốt phiên tuần trước. Trong tuần trước, quý vị và các bạn cũng đã biết giá vàng được hỗ trợ bởi thông tin số lượng việc làm mới trong tháng 9 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến cho đồng đô la Mỹ giảm do dấy lên nghi ngờ về khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ bắt đầu ngay lập tức kế hoạch giảm thu mua tài sản. Giá vàng đã có lúc bật tăng lên ngưỡng 1.780 đô la Mỹ. Tuy nhiên, không thể chinh phục được ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng lại giảm sâu về dao động quanh mức 1.750 USD. Mặc dù vậy, với tâm lý lạc quan, các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp trong tuần này dù cho kim loại quý này vừa trải qua một tuần không khởi sắc. Một trong những công bố quan trọng cần theo dõi vào tuần này sẽ là biên bản cuộc họp FOMC vào ngày thứ Tư kể từ tháng 9. Theo chuyên gia Milman lưu ý rằng, vàng sẽ phản ứng nếu có bất kỳ điều chỉnh nào xung quanh việc cắt giảm, nếu có vẻ như Fed đang cố gắng đẩy lùi mốc thời gian đó. Ngoài ra, vào hôm thứ Tư này, các thị trường sẽ chú ý đến báo cáo CPI của Mỹ với các lời kêu gọi đồng thuận. Thị trường dự đoán lạm phát hàng năm sẽ duy trì ở mức 5,3% trong tháng 9. Về mặt nhận định giá vàng cho thời gian tới, như quý vị và các bạn cũng đã biết, với cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của hãng tin Kitco với 14 chuyên gia phân tích trên phố Wall, thì có 8 dự báo giá vàng tăng giá, 5 người nhận định giá vàng sẽ giảm. Có một ý kiến cho rằng vàng sẽ đi ngang. Đối với cuộc khảo sát trực tuyến, có 841 người tham gia thì có 53% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 32% cho rằng giá vàng giảm và 16% có quan điểm giá vàng sẽ không thay đổi. Theo Adewan Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính ONDA Mỹ cho biết, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong phiên sau khi mà đồng đô la Mỹ giảm giá và lợi suất trái phiếu giảm. Sau khi xem xét kỹ hơn báo cáo việc làm, các nhà đầu tư vàng nhanh chóng nhận ra rằng Fed sẽ duy trì lộ trình giảm chương trình mua tài sản. Sẽ vẫn diễn ra vào tháng 11 tới và áp lực lạm phát vẫn còn cao, điều đó vẫn có thể khiến lãi suất tăng cao hơn trong năm tới. Còn theo Colin Szynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA, Wasserman Agerman cho biết, giá vàng có thể tăng trong thời gian tới khi mà đồng đô la Mỹ mất đi một phần động lực tăng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tháng tới, đặc biệt là khi sự không chắc chắn về việc giảm dần kích thích kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số phân tích cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Trong những ngày vừa qua, trái với tâm lý chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ khiến giá vàng thế giới không có nhiều biến động mạnh. Thậm chí còn ghi nhận những bước tụt lùi, thị trường vàng trong nước vẫn khởi sắc với giá vàng SJC tại nhiều cửa hàng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, với thị trường vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 57,25 cho đến 57,97 triệu đồng trên lượng, chưa đổi so với chốt phiên cuối tuần trước. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 57 cho đến 57,9 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 57,35 cho đến 57,90 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên lượng so với chốt phiên trước. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.728.000, bán ra 5.798.000, tăng 30.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. SJC Hà Nội mua vào 5.728.000, bán ra 5.800.000, tăng 30.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.720.000, bán ra 5.790.000. Doji Hà Nội mua vào 5.700.000, bán ra 5.790.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.725.000, bán ra 5.795.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 5.730.000, bán ra 5.795.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán.
Phú Quý SJC mua vào 5.735.000, bán ra 5.790.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.737.000, bán ra 5.789.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 60.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Vàng Mỹ Hồng mua vào 5.760.000, bán ra 5.790.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.730.000, bán ra 5.780.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 5.730.000, bán ra 5.780.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tăng 30.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.728.000, bán ra 5.800.000. SJC Nha Trang mua vào 5.728.000, bán ra 5.800.000. SJC Cà Mau mua vào 5.728.000, bán ra 5.800.000. SJC Bình Phước mua vào 5.726.000, bán ra 5.800.000. SJC Huế mua vào 5.725.000, bán ra 5.801.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.728.000, bán ra 5.798.000. SJC Miền Tây mua vào 5.728.000, bán ra 5.798.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.728.000, bán ra 5.798.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.730.000, bán ra 5.803.000. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC không có sự thay đổi về giá sau khi đã tăng trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên lượng trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.065.000, bán ra 5.140.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.030.000, bán ra 5.110.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng 24K mua vào 4.939.4 nghìn, bán ra 5.059.4 nghìn, tăng 49.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 3.647.9 nghìn, bán ra 3.847.9 nghìn, tăng 38.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.794.4 nghìn, bán ra 2.994.4 nghìn, tăng 29.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 1.946.1 nghìn, bán ra 2.146.1 nghìn, tăng 21.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 5.070.000, bán ra 5.140.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Nhẫn SJC 24K mua vào 5.065.000, bán ra 5.140.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Nhẫn 24K mua vào 5.060.000, bán ra 5.140.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá.